Hello, xin chào anh em quý hàng của các bạn. Tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đất cũ của mình. Ngày mới kính chúc anh em quý hàng của các bạn dồi dào sức khỏe và có nhiều thành công trong công việc. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục muốn mang đến cho anh em một cái báo giá nhẹ nhàng về vài mẫu xe đất cũ của mình. Thì hiện tại mình đang có một em dắt. Dắt này là dắt 6 tấn đời 2016, thùng dài khoảng sàn 6m3 anh em. Phiên bản thùng kính có cửa hông, lớp sàn của nó là sàn inox, dập sóng rất là dày. Nguyên cái thùng này là thùng inox này anh em, rất là dày và cứng cáp luôn. Dắt 6 tấn nha, đời 2016 với mức giá là 315 triệu. Kế bên mình có một em Tata Super 2, 1 tấn 2, thùng 2m6, đời 2017 với mức giá của mình dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của bạn là 170 triệu. 170 triệu ra đi em Tata này. Kế bên em Tata là một em Đông Ben. Đông Ben này thì là đời 2017-18 nha anh em, sorry anh em, Đông Ben 2018, Tata 2017, Tata Super 2, 1 tấn 2, thùng 2m6, 170 triệu ra đi em nói nha. Đấy, nói chung là mọi thứ đều rất là tuyệt vời với cái mẫu xe nhỏ gọn xinh xắn như thế này. Rất đẹp, nó rất là đẹp, có máy lạnh, Tata chạy máy dầu, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Kế bên em Tata là em Đông Ben 2018 nè, thùng mưa bạc, chiều dài thùng là 2m5. Thì con Đông Ben này nó là khoảng 800kg nè, nó hết rất là đẹp. Đời 2018 115 triệu nha, Đông Ben đời 2018 115 triệu, khoảng 800kg, thùng kính có mở cánh dơ. Kế bên em Đông Ben là một em Kia K165 này. Con Kia này thì 2 tháng 3 này, thùng kính, thùng 3m5, đời 2017 với mức giá là 310 triệu nha anh em. Kia K165 2 tháng 3 thùng 3m5 với mức giá là 310 triệu. Kế bên em Kia thì có một em Vimstar chân găng. Con Kia này còn rất là đẹp nha anh em. K165 2 tháng rưỡi thùng 3m5 đời 2017 với mức giá 310 triệu nha. Rất là xịn sò luôn, có cửa hông, thùng một lớp thôi, thùng như nhà máy đóng. Kế bên em Kia và em Long Ben này là một em Swimstar này, em chân găng 700kg, phiên bản thùng kính, đời 2015 với mức giá là 85 triệu nha anh em. Thùng này thùng ngắn rồi, 2m2 thôi. Đó, em Swimstar chân găng này nè, với mức giá là 85 triệu đời 2015, nội thất rất là đẹp, hai chỗ ngồi, máy xăng, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cái nói chung là em này trước sơn màu trắng khá là bắt mắt nha, 85 triệu đời 2015, 700kg. Kia K165 Đông Ben chân găng và Tata Super 2. Và tiếp đến mình có một em Vim, đây là dòng Vim 6 tấn rưỡi, sử dụng ga điện, máy Nissan, thùng dài 5m, thùng kính có cửa hông, thùng này 5m thôi anh em, 6 tấn rưỡi, Vim VT650, sử dụng máy là máy của nó là máy Nissan ga điện nha, đời 2015 với mức giá 240 triệu nha anh em, 2015 240 triệu ra đi em đó, Vim 6 tấn rưỡi 2015, nói chung cũng còn rất là đẹp. Vim 6 tấn rưỡi thùng 5m 2015 240 triệu ra đi em đó. Đầu cabin khá là hầm hố, sử dụng động cơ của Nhật Bản, máy Nissan. Kế đến mình có một em Taco Tower 990kg thùng mưa bạc, chạy thùng 2m6 đời 2017 với mức giá là 160 triệu nha anh em. 160 triệu ra đi em đó. Thùng 2m6 đời 2017. Rất là xịn và rất là đẹp như thế này, 160 triệu ra đi em đó. Taco Tower. Cuối cùng mình có một em Chiến Thắng. Em Chiến Thắng này là đời 2017, tải trọng là 4 tấn rưỡi, thùng khoảng 5m9, phiên bản thùng dài nè, dài gần 6m luôn, 4 tấn rưỡi nha, Chiến Thắng đời 2017 với mức giá là 275 triệu ra đi em đó.
Đó là những cái báo giá nhẹ nhàng của mình về vài mẫu xe cũ đang có. Nếu anh em thích cái mẫu xe nào cứ liên hệ trực tiếp với mình hay số điện thoại 0937 96 5342, hoặc đến đây xem xe trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ đích kinh doanh vận tải bằng chuyển hóa của anh em quý hàng của các bạn. Vài mẫu xe cũ đang có mặt. Cảm ơn anh em quý hàng đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý hàng trong những video tiếp theo của mình.